Nguyễn Tri Phương 1800 đến 1873 là một đại danh thần thời nhà Nguyễn. Ông là vị tổng chỉ huy quân đội triều đình Nguyễn chống lại quân Pháp xâm lược lần lượt ở các mặt trận Đà Nẵng 1858, Gia Định 1861 và Hà Nội 1873. Tên thật là Nguyễn Văn Trương, quê làng Đường Long, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, còn tên Nguyễn Tri Phương do vua Thượng Đức cải tên 1850, hàm ý nói về con người nghĩa dũng, nhiều mưu trước. Từ đó, Nguyễn Tri Phương trở thành tên chính của ông. Xuất thân trong một gia đình nông dân, không được qua trường lớp, nhưng nhờ trí thông minh và ý chí tự học, tự lập cao, đã làm nên sự nghiệp lớn. Bắt đầu từ chân thơ lại ở cấp huyện, do tài năng mà được tiến cử lên triều đình Minh Mạng, được thu dụng và lần lượt giữ nhiều chức vụ trọng yếu suốt ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Thượng Đức. Về công trạng, tháng 5 năm 1847, ông được thăng hàm chánh hiệp biện đại học sĩ, tức chán liệt tử và được ban một ngọc bài có khắc bốn chữ quân kỳ thạc phụ, được chiếc công trạng và bia đá ở tòa võ miếu Huế, trên bia võ công an Tây Dược khoảng năm 1847 đến 1851. Năm 1853, Nguyễn Tri Phương tiếp tục được thăng điện hàm đông các đại học sĩ. Năm 1862, thăng chức võ hiển đại học sĩ, tức tráng liệt bá.